Lần đầu xuất hiện trong Shark Tank Việt Nam, chủ tập đoàn E-Group bất ngờ đầu tư 15 tỷ. Chỉ xuất hiện trong chương trình với vai trò khách mời, nhưng Sắc Thủy đã mạnh tay đầu tư cho startup Soja Garden 15 tỷ đồng. Chắc hẳn, nhiều khán giả vẫn còn lạ lẫm về giám khảo khách mời mới của chương trình Shark Tank Việt Nam, ông Nguyễn Ngọc Thủy. Tuy là gương mặt xa lạ với người xem truyền hình, nhưng trong giới doanh nhân, nhất là mảng giáo dục, cái tên Nguyễn Ngọc Thủy, E-Group hay Abbas Holding lại không có gì là mới mẻ, nếu không muốn nói là đã quá nổi tiếng và trở nên quen thuộc. Sắc Thủy chính là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn giáo dục E-Group, một trong những tập đoàn tiên phong trong việc giáo dục phương pháp giáo dục trên nền tảng công nghệ hiện đại Việt Nam. Khởi nghiệp từ 57 tuổi, đến nay, ông đã xây dựng nên tập đoàn E-Group lớn mạnh với 12 công ty con hoạt động trong nhiều lĩnh vực, giáo dục tiếng Anh, giáo dục trực tuyến hay giáo dục mầm non. Vừa mới đây, Sắc Thủy còn được lọt top 14 doanh nhân đặc biệt của Việt Nam, vinh dự nhận giải doanh nhân châu Á 2017. Vì thế, không có gì là quá khó hiểu khi ông chủ tập đoàn E-Group lại dễ dàng chiếm được một vị trí trong bản tọa cá mập của thương vụ bạc tỷ. Tuy xuất hiện với vai trò cá mập khách mời, nhưng Sắc Thủy lại không hề mờ nhạt so với các shark chính trong chương trình. Ngược lại, với những kiến thức lâu năm trên thương trường, ông đã đưa ra những lời phân tích khá sâu sắc và có phần trái chiều với các giám khảo còn lại. Sắc Thủy luôn nhìn thấy tiềm năng trong những dự án tưởng như là vứt bỏ. Và trong khi các shark khác quan ngại trước sự lúng túng và mơ hồ của nhà khởi nghiệp đến từ Soja Garden trong tập 8 vừa phát sóng, thì Sắc Thủy lại đưa ra quyết định đầu tư 15 tỷ, trong đó 4 tỷ cho 45% và 11 tỷ còn lại sẽ đổi lấy trái phiếu doanh nghiệp. Có thể nói, con số 15 tỷ đồng là một số tiền không hề nhỏ đối với cả nhà đầu tư lẫn các startup. Nhưng mấu chốt không nằm ở số tiền, mà nút thắt đặc biệt ở đây là Soja Garden là một startup khá non nớt. Ngay cả Shark Phú, cá mập chịu chi nhất nhì chương trình cũng phải lắc đầu ngán ngẩm khi ông chủ Soja Garden thành thật chia sẻ. Anh đã quên lợi nhuận tháng trước của công ty hay anh đã bỏ vốn 30 tỷ, nhưng trên giấy đăng ký kinh doanh thì chỉ ghi có 30 triệu đồng. Tuy vậy, Shark thì lại nhìn thấy được sự phát triển của Soja Garden. Chủ tịch E-Group tiết lộ, ông có hệ sinh thái để mô hình này có thể phát triển và sinh lời. Bằng hành động này, Sắc Thủy đã cho khán giả thấy anh là một cá mập khá mát tay và dễ tính. Và tuy chỉ xuất hiện lần đầu trong chương trình, nhưng ông đã thu về một thương vụ thành công cho mình.